Nó có kết quả đây nè, mình quay gần lại nè, anh chị thấy bắt đầu vòi nó nhú nè, bữa hổm mình kích nè, có kết quả rồi, vòi nhú rất là nhiều luôn. Đếm coi Vũ, đếm coi bao nhiêu vòi? Đến 19 vòi ạ. Tổng cộng là 19 vòi đó anh chị. Ra chưa đã. Là có những cái chỗ mình kích mà nó chưa ra luôn đúng không? Nó chưa có ra điều mà nó đã 19 vòi rồi đó. Đây, nhìn rất là đã luôn. Không lấy nét. Đây nữa nè. Ôi ra thấy cưng luôn á. Tổng cộng là 19 vòi luôn anh chị. Đây nữa nè. Camera nó hơi bị mờ. Đây nữa nè. Rồi chỗ này hai vòi luôn nè. Cái này nếu mà anh chị nào mà sợ nó suy cây mà kích xong mà nó ra nhiều quá mà sợ suy cây là phải bẻ bớt bỏ nữa đó. Xay đi vô, còn nữa không? Đây nè, đây nè. Đây nè. Đó. Đây nữa nè, trời ra thấy cưng luôn. Đây nè. Tổng cộng là được 19 vòi mà ra chưa xong nữa đó. Rồi vậy là đã có kết quả rồi, anh chị mình yên tâm kích kiều để chơi Tết anh chị ha. Số điện thoại bên em là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và kiwi đỏ để kích bông là 80.000 một ống và kiwi xanh là 60.000 một ống. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xây dầu kiều mình không?